Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần qua, thế giới chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý. Hãy cùng tôi, Hà Giang, đến với chương trình Thế giới 24/7 nóng ngày sau đây. Một trong những sự kiện đáng chú ý của tuần qua đó là chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Và theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Việt Nam-Nhật Bản đang tập trung triển khai khuôn khổ quan hệ mới, đối tác chiến lược toàn diện với ba trọng tâm. Trọng tâm đầu tiên là Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả lĩnh vực. Trọng tâm ưu tiên hợp tác thứ hai bao gồm tăng cường liên kết kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp nước này. Phía Nhật Bản sẽ triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao tại Việt Nam, gồm cả nông nghiệp. Một số lĩnh vực mới như bán dẫn, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng sẽ được đưa vào diện hợp tác. Ưu tiên hợp tác thứ ba nằm ở sự phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, Mekong, APEC. Khai mạc hôm 30 tháng 11 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngay trong ngày đầu hội nghị, COP28 đã chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vốn được xem là nội dung phức tạp nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong tất cả các cuộc đàm phán. Theo các chuyên gia, việc các quốc gia nhất trí đưa vào vận hành quỹ tổn thất và thiệt hại thực sự là một bước đột phá lớn lao bởi lần đầu tiên hội nghị COP đạt được một quyết định ngay trong ngày đầu tiên. Hiện nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cam kết tài trợ 100 triệu đô la Mỹ cho quỹ. Đức cũng cam kết tài trợ 100 triệu đô la Mỹ, Anh hơn 75 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Mỹ và Nhật Bản lần lượt cam kết tài trợ gần 20 triệu đô la Mỹ và 10 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị COP28 lần này. Sự tham gia tích cực của Việt Nam, hành động của Việt Nam sẽ có tác động đáng kể cho thành công của hội nghị và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam sẽ tham gia các sáng kiến quan trọng tại hội nghị COP28 lần này, trong đó có cam kết làm mắt toàn cầu và sáng kiến thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có những cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế như cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Tổng thống Hungary, Tổng thống Indonesia và Tổng thống Phần Lan. Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas, lệnh ngừng bắn 7 ngày vừa qua đã giúp hơn 100 con tin được trả tự do. Câu hỏi đặt ra là lệnh ngừng bắn này liệu có phải dấu hiệu xuống nước của các tay súng Hamas trước sự tấn công quyết liệt của Israel? Theo nhà phân tích chính trị Robert Ilakes, có vẻ như thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza lại cho thấy điều ngược lại, đó là Hamas không thể bị đánh bại. 6 tuần giao tranh ác liệt mà các nhà lãnh đạo Israel và phương Tây tuyên bố đáng lẽ phải dẫn đến sự tiêu diệt Hamas, lúc này lại đang củng cố hình ảnh của phong trào Palestine trên khắp thế giới Ả Rập. Về nhiều mặt, lệnh ngừng bắn đã là một thách thức lớn với chính phủ Israel, khi phụ nữ và trẻ em bị cả Hamas và Israel bắt giữ, đã được đoàn tụ với gia đình ở hai phía. Mối đe dọa về chiến tranh đã ngay lập tức xuất hiện ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Dù các con tin được trả tự do, các bước tiếp theo sẽ rất quan trọng trong việc xác định kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Vào thời điểm này, có vẻ như ý tưởng Hamas phải bị xóa sổ chỉ là một giấc mơ viển vông. Tính tới nay, cuộc oanh tạc trên không kéo dài hơn 6 tuần vào các khu vực dân cư đông đúc ở vùng đất bị phong tỏa của người Palestine đã chuyển sang kết hợp với cuộc chiến trên bộ, cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Bất chấp thiệt hại nặng nề về người, trên thực tế, các lực lượng Israel đã không thể thực hiện được một thành tựu quân sự đáng kể nào trước các nhóm vũ trang Palestine. Ý tưởng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách là thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kubela đưa ra bên lề hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Bruxelles trong tuần qua. Ông Kubela đã chỉ trích đề xuất này của một số cựu quan chức cấp cao NATO trước thềm cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ukraine và các Ngoại trưởng NATO. Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ nhận định cho rằng phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột ở Ukraine, khẳng định sự thiếu hụt trong việc cung cấp vũ khí không liên quan đến việc này, bởi không có lý do gì để cho rằng phương Tây không thể cung cấp những gì Kyiv mong đợi vì thiếu ý chí chính trị. Được biết, trong số 1 triệu đầu đạn pháo EU cam kết hỗ trợ, tính tới nay chỉ mới có 300.000 đầu đạn đến tay Kyiv. Ukraine vẫn sẽ kiên định với các mục tiêu của mình, khẳng định không gì có thể ngăn cản chúng tôi. Trước đó có thông tin cho rằng các quan chức Mỹ và Đức muốn Kyiv nhượng bộ,
cũng như tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, là những nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Hai nước này đang hạn chế cung cấp vũ khí mới, song vẫn duy trì hỗ trợ ở mức tối thiểu để tránh quân đội Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu Đại học California của Mỹ phát hiện ra những mấu chốt mới về cách thức mà hệ miễn dịch có thể nhận biết và tiêu diệt tế bào ung thư. Phát hiện này giúp hé mở những liệu pháp mới để điều trị các bệnh ung thư xâm lấn, còn gọi là ung thư di căn. Trong thông cáo, nhóm nghiên cứu cho biết đã phát hiện một số tế bào miễn dịch vẫn có thể chống lại tế bào ung thư, ngay cả khi các tế bào ung thư thiếu một loại protein quan trọng mà hệ miễn dịch dựa vào đó để theo dõi các tế bào ung thư. Theo đó, khi tế bào ung thư không chứa phân tử protein có tên B2M, hệ miễn dịch sẽ kích hoạt một phản ứng thay thế với sự tham gia của tế bào T hỗ trợ, hay còn gọi là tế bào CD4+, và tế bào tiêu diệt tự nhiên, hay còn gọi là tế bào NK. CD4 là một tế bào rất quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Nó giúp cơ thể nhận biết các kháng nguyên lạ, điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân nguy hại như vi khuẩn và virus. Trong khi đó, tế bào NK là một bạch huyết bào trong hệ miễn dịch tự nhiên, có khả năng phản ứng nhanh với các tế bào nhiễm virus và tế bào dị biệt có khả năng hình thành ung thư. Chức năng của chúng là nhận biết và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus, kể cả các tế bào mới sinh ra. Kính viễn vọng khảo sát trường rộng WFST của Trung Quốc vừa phát hiện hai tiểu hành tinh hoạt động gần trái đất. Một trong hai tiểu hành tinh được phát hiện là có đường kính ước tính 170m, được phân loại là tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho trái đất. Hai thiên thể này được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 11 và được Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Liên minh Thiên văn Quốc tế đặt tên là 2023 WX1 và 2023 WB2. Đây là những tiểu hành tinh gần trái đất đầu tiên được phát hiện qua WFST. Theo các nhà thiên văn học, độ sáng biểu kiến của hai tiểu hành tinh tại thời điểm phát hiện lần lượt là 20,8 độ và 21,0 độ. Tốc độ chuyển động biểu kiến lần lượt là 0,513 độ trên một ngày và 1,006 độ trên ngày. Với đường kính ước tính 170m, 2023 WX1 được phân loại là tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm do có khoảng cách giao nhau quỹ đạo tối thiểu của trái đất là 0,0416 đơn vị thiên văn, tương đương 6,22 triệu km. Được biết, với đường kính 2,5m, kính viễn vọng WFST hiện là cơ sở khảo sát miền thời gian lớn nhất ở Bắc Bán Cầu. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới 24/7 nóng tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối thứ hai hàng tuần trên kênh NTV. Chương trình cũng được đăng tải trên các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.